Xin chào các quý vị, các thầy và các bạn. Đây là một buổi sáng của tôi trước khi làm việc, mới ngủ dậy đấy. Thì cái việc đầu tiên, thì giới thiệu với các quý vị những cái món ăn sáng của tôi. Trước tiên là tôi phải đun cái nước trà mà tôi đã giới thiệu trong các bài trước. Đó là trà xạ đen. Đây. Xạ đen. Đấy. Những cái lá xạ đen đây. Một nắm xạ đen. Nắm lá xạ đen. Cùng với một cái lá đu đủ đã phơi khô đấy. Đấy. Nhà cũng có trồng được, hình như là phải đi xin và phơi khô. Cho vào đây. Và đun. Khi đun lên, đun nóng lên. Thì đây. Nó có cái màu như thế này. Đó. Nó giống như nước trà của ta thôi. Thì trong đó thì là có thêm một nhánh xả và một nhánh nghệ. Đấy, cho vào đây và đun lên. Sau đó thì là ta để nguội khoảng độ 30 độ. Thì lúc đó mới pha với alpha lipid. Chứ rồi chúng ta đã được giới thiệu, đã hướng dẫn cái sử dụng đấy. Thì là cái alpha lipid này thì không được pha với nước nóng, nước sôi, mà chỉ được nước là một là nước bình thường, nước sôi để nguội, hai là nước mà ấm ấm dưới 30 độ. Đó. Thế thì tôi sử dụng luôn cái nước xạ đen, nước xạ đen và lá đu đủ này, vì thì tôi đã giới thiệu đấy là trong từ năm 2013 là tôi bị ung thư và tôi đã đi phẫu thuật đấy. Sau đó thì tôi sử dụng cứ liên tục từ đó đến nay hơn 8 năm là tôi vẫn cứ dùng cái nước xạ đen và lá đu đủ này, uống hàng ngày như uống trà. Khi đã để nguội được 30 đến khoảng dưới 30 độ thì lúc đó tôi mới pha cái alpha lipid. Còn ngoài ra đây, trên bàn làm việc của tôi quý vị thấy đó là tế bào gốc này, sản phẩm này Reserve của Mỹ. Đây. Thì muốn biết được là đúng là tế bào gốc này của Mỹ hay không thì chúng ta sẽ dùng ngay cái điện thoại của chúng ta và quét cái mã QR code này ở trên cái hộp này. Quét cái mã QR code trên cái hộp receiver. Hôm nay là mới mở hộp mới, cứ mỗi một tháng là tôi sử dụng một hộp này. Đây, quý vị thấy
Mỗi tháng là uống một một hộp này. Thì lúc đó thì chúng ta là cứ việc lấy ra từng gói một này. Cái thành phần của nó là có 6 đến 7 loại cây hoa quả mà chỉ mọc là thấy là phần lớn là mọc ở châu Mỹ. Thế ở Mỹ người ta lấy cái đó và người ta lấy cái chiết xuất của nó tạo thành cái gen như thế này, trong một gói này là gen. Thế thì khi ta uống cái này nó sẽ kích thích là cho cái tế bào gốc của chúng ta được trẻ hóa, tế bào gốc được khỏe mạnh. Thế từ đó thì tế bào gốc nó sẽ sản sinh, nó có khả năng là nó sẵn sản sinh ra khi mà gặp những cái trường hợp mà cần phải bảo vệ cơ thể thì tế bào gốc nó sẽ sinh ra rất nhanh và nó sẽ tạo thành ra một cái cho nó làm tăng cường những cái tế bào hệ miễn nhiễm lên. Thế thì trong cái alpha lipid này nó cũng giúp cho tăng cường hệ miễn nhiễm và đây cũng là một cái phần học thứ hai là giúp cho tế bào gốc trẻ hóa khỏe mạnh để có cái tăng cường cái hệ miễn nhiễm để mà chống lại trong cái thời gian hiện nay là đại dịch rất là nhiều xung quanh, ô nhiễm đủ các thứ, dịch virus vi khuẩn, thì cơ thể chúng ta phải có sức khỏe để mà chống lại được những cái bọn mà nó vi khuẩn virus từ bên ngoài nó vào cơ thể chúng ta. Thì ngoài ra thì trong thức ăn thỉnh thoảng nhâm nhi thì chúng ta thấy là có ấy, tôi là sử dụng là chỉ có protein của thực vật, đậu, đậu phụ, đậu lạc đấy. Đấy, đây là trong này là có là cái protein thực vật đấy, giúp cho chúng ta là cái tuổi mà rất là hạn chế cái protein động vật nên thì cứ là lạc rang lên, nên là đậu phộng đấy rang lên, thế là ngồi thế là nhâm nhi là hàng ngày là như thế này, ngồi làm việc và là như vậy. Bây giờ thì là cái này nó đã nguội đấy, hôm nay thời tiết rất lạnh cho nên rất nguội rất là nhanh. Đây cũng này cũng bắt đầu là hộp mới đấy, thì sử dụng cái alpha lipid này. Thì đây là cái ly mà cũng là do cái Mr. Hành đã hướng dẫn cho tôi và đã gửi cho tôi. Đấy, thì cái ly này là để mà có cái phân biệt được là cái lưu lượng thì mà pha cái alpha lipid. Cái một muỗng này là 100 ml nước, một muỗng sữa. Thì thời gian đầu thì là chỉ là một nửa, sử dụng là một nửa cái muỗng này thôi. Thì tôi đã dùng một lần thì thấy là trước kia thì là đã quen rồi. Thì bây giờ thì tôi vẫn cứ sử dụng với cái mức độ như vậy. Thì khi mà dần quen dần lên thì sẽ tăng lên là 2. Thì mới đầu chỉ là 1,1 một nửa với 1, với mức nước là 50 ml thôi.
Thì sau đó thì tăng lên một muỗng như thế này thì là 100 ml nước. Đấy. Thì đây là cái ly này nó có ghi rõ tất cả cái mức độ mức nước. Đấy. Thì tôi dùng ngay cái nước này để nguội, để nguội rồi dưới 30 độ. Đấy, chút nữa thì lại dùng cái nước này để mà uống nước trà bình thường hàng ngày. Đấy, quý vị thấy đúng đúng một cái ly sữa đó thì là 100 ml. 100 ml đấy, nước. Và theo như là hãng Alpha Lipid là tại Mr. Hành là chuyên gia về cái sử dụng cái Alpha Lipid này. Cô hướng dẫn cho tôi. Đấy, thì chỉ sử dụng cái ly lắc này và lắc lên thôi. Chứ không dùng thìa khuấy khuấy lên. Đấy, mà chỉ là lắc lên. Khoảng 100 lần như thế này. Khi nó tan ra hết thì uống. Thì tôi sẽ có một cái video hướng dẫn cụ thể về tại sao lại không được dùng nước nóng, nước sôi mà chỉ dùng dưới 30 độ. Và tại sao không dùng những cái muỗng kim loại, cái thìa kim loại mà khuấy lên mà chỉ dùng cái ly lắc này, lắc lên và uống thôi. Thì vì trong này chúng ta biết là trong cái Alpha Lipid này nó có rất nhiều thành phần. Đó. Trong này thì có những cái thành phần mà nó chúng ta thấy là nó đã được là khi sản xuất ấy, thì người ta đã tăng lên cái nhiệt độ cao, thế xong đó thì được bảo đảm những vitamin trong này. Thế nếu mà nước nóng quá, nước sôi thì sẽ làm mất những cái thành phần đó, mất những vitamin đó thì rất lãng phí. Cho nên là chúng ta chỉ dùng nước 30 độ, dưới 30 độ và hoặc là nước sôi để nguội bình thường. Nhưng vì mấy hôm nay trời quá lạnh cho nên là tôi cũng chỉ có dùng cái nước là dưới 30 độ. Chứ còn những nước bình thường kia thì lạnh thì trời hơi lạnh thì là thấy nước lạnh quá. Thì mình sợ với cái ảnh hưởng đến cái họng của mình vì uống nước lạnh. Thế cho nên là dùng cái nước là dưới 30 độ này. Nhưng mà lắc lên như thế này thôi. Thế sau khi nó lắc tan hết thì uống nhâm nhi nó trong buổi sáng sớm. Đấy. Thế còn một ngày, trong một ngày thì tôi đấy là khi mà làm việc ấy thì là sẽ dùng cái tế bào gốc này. Đấy. Trẻ hóa tế bào gốc Receiver này. Cũng xé ra. Đấy. Xé ra cái chai này, cái hình dạng nó giống cái chai, nhưng đây là một cái túi và bằng nhựa. Bằng đấy, thì xé ra thì bắt đầu thì là cứ việc là mút đấy, thì là nhâm nhi nó mút nó thì nó cho nó ngấm dần từ ngậm và nó ngấm dần vào từ lưỡi rồi nó xuống họng dần dần cho xuống đến dạ dày. Khi mà nó ngấm được như thế thì nó mới tốt, chứ còn nếu không phải là pha vào nước rồi là uống ngực ực như là người ta uống nước hơn đâu, mà cái này là nhâm nhi thôi mút và cứ ngấm dần là ngấm dần. Thì một ngày là một cái túi như thế này. Đấy thì cứ ngồi sáng nhâm nhi là cứ ngồi mà pha nước uống như thế này, sau đó thì là ngồi làm việc thôi. Thấy là cứ liên tục. Thì quý vị thấy tôi năm nay là 80 tuổi, còn sức được sức khỏe như thế này
chính là nhờ có cái chế độ ăn uống như thế này. Chứ không có dùng cái protein ấy, là động vật. Thì sử dụng là cá thôi. Thế và là các loại mà đậu, hạt, đậu nành, đậu lạc đấy, thế thì là sử dụng như thế bình thường. Cho nên quý vị thấy là sức khỏe của tôi rất là tốt, hàng ngày luyện tập khí công đấy, cào đầu chẳng hạn như đấy, thế là quý vị thấy đấy, tác đấy, cào đầu khi mà làm việc thấy mệt mỏi thì là cào đầu như thế này để cho máu nó thông trên não. Và tập như là một cái bài tập của thầy Đỗ Đức Ngọc thì tôi cũng đã giới thiệu, và sau này tôi sẽ giới thiệu thêm là khi mà tập cái động tác là của thầy Đỗ Đức Ngọc như vậy. Nhưng bây giờ thì cụ thể là về cái tế bào gốc là như thế nào thì cũng là xin mời quý vị theo dõi tiếp cái phần sau tới này. Tiếp theo, xin mời các quý vị, các thầy, các bạn nghe chị Nguyễn Thị Hằng, phụ trách về đào tạo và hướng dẫn sử dụng sản phẩm Alpha Lipid khu vực miền Bắc Việt Nam, sẽ hướng dẫn chúng ta biết là tế bào gốc là như thế nào. Đó là cái phần hôm nay. Thì sau đó thì các phần ngày hôm sau, những ngày sau thì tôi sẽ giới thiệu tiếp, là chị Hằng sẽ giới thiệu tiếp những cái phần sau về tế bào gốc kết hợp với cái alpha lipid như thế nào. Chúng ta biết đấy, cơ thể bắt nguồn từ một tế bào gọi là hợp tử, từ đó mà phân chia thành nhiều tế bào rồi nó liên tục nhân đôi lên và nó hoàn thiện dần dần theo quy luật sinh lão bệnh tử. Nhưng ta biết đấy, chỉ có một loại tế bào là tế bào thần kinh của chúng ta là có vòng đời bằng với vòng đời của con người. Nó lão hóa và nó chết cùng với con người chúng ta. Còn tất cả các tế bào khác, đặc biệt là tế bào máu đấy, thì có vòng đời rất ngắn. Chúng liên tục tái tạo và sản sinh ra mỗi ngày để đưa oxy và các chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể để nuôi cơ thể của chúng ta. Mỗi ngày, cơ thể chúng ta cần thay thế, các bạn biết không, hơn 300 tỷ tế bào. Hay nói cái khác là mỗi giây phải tạo mới 3,8 triệu tế bào. Để tạo ra các tế bào như vậy, cơ thể chúng ta có một nguồn dự trữ tuyệt vời, đó chính là tế bào gốc. Ở người trẻ tuổi, 20 tuổi đấy, thì có từ 20 đến 25 triệu tế bào gốc. Còn ở người già như tôi chẳng hạn, đã 80 tuổi, thì có chưa đến 1 triệu tế bào gốc. Vì tế bào gốc ngày càng
nó lão hóa và nó càng theo quy luật, thì sự suy giảm tế bào gốc là quy luật rồi, không thể tránh khỏi. Và chúng ta biết tế bào gốc là nó làm lành vết thương, rồi thay thế các tế bào cũ đã lão hóa, đã suy yếu vì bệnh tật bằng các tế bào mới, và nó giúp cho cơ thể chúng ta tồn tại. Thì đây là sau đây là mời quý vị nghe cái phần video của chị Nguyễn Thị Hằng nhé. Em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hằng và hiện tại đang phụ trách mảng đào tạo cũng như là sản phẩm của khu vực miền Bắc, bản chất tế bào gốc. Và qua đó thì chúng ta cũng sẽ biết một số thông tin về sản phẩm của New May liên quan đến tế bào gốc và cách kết hợp các sản phẩm như thế nào cho phù hợp. Có thể chúng ta được bắt nguồn từ một tế bào. Khi mà các anh chị được sinh ra, thì để chúng ta được sinh ra đến ngày hôm nay, đó là một sự kết hợp của 23 nhiễm sắc thể của bố kết hợp với 23 nhiễm sắc thể của mẹ và tạo ra một tế bào. Và đó chính là hợp tử. Và tế bào hợp tử đó sẽ sản sinh ra nhiều các loại tế bào và phân chia thành các tế bào trong cơ quan của cơ thể và liên tục nhân lên phát triển đến khi chúng ta hoàn thiện. Và khi mà chúng ta trở thành một người trưởng thành rồi thì tế bào cũng không dừng lại. Mà tế bào làm sao ạ? Tiếp tục phân chia theo quy trình của nó. Một tế bào thì có một vòng đời nhất định. Không phải là tế bào nào cũng sống mãi và không chết đi. Có một số tế bào đặc biệt, ví dụ như là tế bào thần kinh chẳng hạn, thì nó sẽ có vòng đời bằng với vòng đời của con người chúng ta. Nhưng mà hầu hết các tế bào trong cơ thể thì sẽ có một cái vòng đời nhất định. Đó là nó sẽ sinh ra, lớn lên, sau đó rồi chết đi. Và đó là quy luật của tự nhiên cũng như là quy luật của con người và cũng là quy luật của tế bào luôn các anh chị. Vậy thì với cái quy luật là sinh ra, lớn lên rồi chết đi như vậy thì các anh chị hình dung là tế bào của chúng ta phải liên tục được tái tạo và sản sinh mỗi ngày để làm sao chúng ta có thể duy trì sự sống của nó. Các anh chị hình dung được không ạ? Ví dụ như là trong khi mà chúng ta đang hoạt động ở đây thì các tế bào máu vẫn đang liên tục để tạo ra các tế bào mới để đưa oxy, đưa các chất dinh dưỡng đến trong cơ thể. Vậy thì khi mà tế bào hồng cầu, tế bào máu chết đi rồi thì lại phải sản sinh ra liên tục các tế bào mới. Và để tạo ra các tế bào như vậy thì cơ thể có một cái nguồn dự trữ vô cùng tuyệt vời, đó chính là tế bào gốc. Đây là một cái hình ảnh mà một cái xương bị gãy và sau đó phục hồi. Vậy thì có một cái câu hỏi đặt ra là tại sao mà một người khoảng 20 tuổi bị gãy xương với một người 70 tuổi cũng bị gãy xương tương tự như vậy? Thì theo anh chị là việc lành xương của người nào sẽ nhanh hơn ạ? Những em bé nhà mình ý, khi mà gãy xương, các anh chị đã thấy là việc lành xương thì rất là nhanh. Nhưng mà với những người lớn tuổi như tầm 70, 80 tuổi, có những người gãy xương thì không thể phục hồi lại được luôn các anh chị. Có những trường hợp mà gãy xương là nằm, phải gọi như là bị tổn thương cả đời luôn, đến từ lúc gãy xương đến cái lúc phần đời còn lại là xương không thể lành được, hoặc là thời gian lành rất là lâu. Vậy nguyên nhân là gì? Thực tế có một cái thực tế mà các nhà khoa học đã chứng minh, đó chính là với những người mà 20 tuổi thì người ta lành xương nhanh hơn so với những người 70 tuổi. Có nghĩa là những người mà trẻ hơn thì sẽ có khả năng lành xương nhanh hơn so với những người mà tuổi lớn hơn. Và nguyên nhân đó chính là những người trẻ hơn thì có số lượng tế bào gốc nhiều hơn. Bình thường với một người trẻ tuổi khoảng 20 tuổi thì chúng ta có khoảng 20 đến 25 triệu tế bào gốc trong cơ thể. Nhưng mà với một người tầm khoảng 70 tuổi thì lúc đấy cái số lượng tế bào gốc của chúng ta giảm chỉ còn 1 đến 2 triệu tế bào gốc trong cơ thể thôi. Các anh chị có thấy được sự suy giảm rất là nhanh, khoảng đến 20 đến 25 lần với cái độ tuổi không ạ? Vậy thì các anh chị đã thấy được là tế bào gốc là một cái tế bào vô cùng quan trọng trong việc là đầu tiên đó là lành vết thương đã. Chúng ta chưa biết những cái phần sau như thế nào, nhưng chúng ta qua cái câu này chúng ta cũng thấy được là đầu tiên nó phải là lành vết thương đã. Vậy thì tế bào gốc là như thế nào thì đầu tiên chúng ta sẽ đi từ định nghĩa trước, được không ạ? À đây,
Có một cái nhấn mạnh quan trọng mà em Hằng muốn nói ở đây trước, đó là sự hình thành và phát triển của con người nói riêng hay là tất cả các vi sinh vật nói chung đều là sự tăng trưởng về số lượng và chủng loại tế bào. Khi mà chúng ta mới sinh ra thì chúng ta chỉ có một tế bào thôi, gọi là gì ạ? Là hợp tử. Nhưng mà khi đến ngày bây giờ, khi mà chúng ta đang gọi như là chúng ta đã hoàn thiện, chúng ta là người trưởng thành rồi, thì số lượng tế bào của chúng ta lên đến hàng trăm tỷ tế bào. Vậy thì cái điều này có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là để con người hình thành và phát triển và tồn tại thì luôn luôn phải có sự tăng trưởng về cả số lượng và chủng loại tế bào. Mỗi ngày thì cơ thể chúng ta cần thay thế hơn 300 tỷ tế bào. Với mỗi ngày thôi các anh chị, là hơn 300 tỷ tế bào của cơ thể chúng ta là bị thay thế, có nghĩa là nó đến cái giai đoạn để nó chết đi. Và bắt buộc là chúng ta phải thay thế là hơn 300 tỷ tế bào này bằng các tế bào mới. Ngoài cái việc là phân chia của tế bào hiện tại, nó còn sử dụng cả tế bào gốc trong việc là thay thế các tế bào này. Vậy thì với cái tốc độ là 300 tỷ tế bào trong một ngày thì mỗi một giây là đã hơn 3,8 triệu tế bào được thay mới rồi. Ví dụ về một cái xe hơi, khi mà chúng ta mua một cái xe hơi á, thì chúng ta sẽ đi này, chúng ta đi đến lúc mà nó bị hỏng và sau đó chúng ta dừng lại và chúng ta phải đi sửa chữa nó hoặc là chúng ta phải thay thế mua một cái xe hơi mới, đúng không anh chị? Vậy thì các anh chị hình dung là nếu mà cơ thể chúng ta mà như vậy thì liệu có được hay không? Giả dụ như là tim của chúng ta, nếu mà tim chúng ta giống một cái xe hơi, nếu mà tim của chúng ta cứ đập đập như vậy, sau đến cái thời gian gần cuối chu trì của cái xe đấy thì nó sẽ đập chậm dần. Sau đến lúc mà cái xe bị hỏng, có nghĩa là giống giả dụ như cái xe đó giống như cái tim của chúng ta thì tim ngừng đập luôn. Sau đó chúng ta lại mang cái tim đó đi sửa chữa để là tim đập trở lại. Vậy thì có được hay không ạ? Các anh chị đã thấy là nếu mà chúng ta để cho tế bào tim của cơ thể chúng ta nó giống như là một cái xe hơi chẳng hạn, nó đi xong rồi nó hỏng và sau đó chúng ta mới đi sửa chữa thì làm sao ạ? Sẽ có cái khoảng thời gian và tim chúng ta sẽ bị ngừng đập và lúc đấy cái tế bào của chúng ta sẽ không được nuôi sống nữa, tế bào chúng ta sẽ chết đi và cơ thể chúng ta sẽ chết đi, sẽ không còn tồn tại nữa. Vậy nên các anh chị hình dung được là cái việc thay thế tế bào thường xuyên là điều thiết yếu trong việc là cơ thể có thể tồn tại hay không. Nếu mà chúng ta không thay thế các tế bào mà hư hỏng kịp thời, nếu mà cơ thể chúng ta không phát hiện được những cái tế bào có nguy cơ là có dấu hiệu lão hóa, có dấu hiệu hư tổn, chúng ta không thay thế thì theo anh chị là cơ thể chúng ta có tồn tại được hay không? Vậy thì cái việc mà thay thế những cái tế bào cũ, thay thế các tế bào theo chu trình của nó thành những tế bào mới là điều tiên quyết để cơ thể chúng ta có thể tồn tại được. Tầm quan trọng của việc là thay thế các tế bào, nó giống như là việc mình phát hiện sớm và phát hiện kịp thời các mối nguy để mình thay thế những cái tế bào mới khỏe mạnh hơn để đảm bảo cho cơ thể chúng ta duy trì liên tục và đều đặn. Khi mà chúng ta đi một cái xe hơi thì chúng ta đi xong chúng ta lại nghỉ thì cái xe hơi nó vẫn có thời gian để nó nghỉ ngơi, nhưng mà chúng ta ngẫm lại ở cơ thể chúng ta, ngẫm lại cơ thể một cái bộ máy từ đang hoạt động trong cơ thể chúng ta thì theo các anh chị là bộ máy này có được nghỉ ngơi giờ phút nào không ạ? Khi mà chúng ta ngủ này thì tim các anh chị có đập hay không? Khi chúng ta ngủ thì chúng ta có hít thở hay không? Rồi các bộ phận trong cơ thể chúng ta có vận hành hay không? Dạ dày của chúng ta có co bóp để tiêu hóa thức ăn hay là ruột non của chúng ta có hấp thụ thức ăn trong cái quá trình chúng ta ngủ hay không? Thì hoàn toàn tất cả những quá trình trong cơ thể chúng ta luôn hoạt động 24 trên 24 và không ngừng nghỉ một phút giây nào hết. Đó, vậy thì các anh chị thấy được là cái tầm quan trọng của việc là thay thế và xây dựng các tế bào mới chưa ạ? Việc thay thế và tái tạo các tế bào mới là việc sống còn để cơ thể có thể tồn tại. Sự hình thành và phát triển của con người chính là sự tăng trưởng về số lượng và chủng loại tế bào. Sự sống của con người như em Hằng nói là nó bắt đầu từ một tế bào thôi anh chị, đó chính là hợp tử. Và đây chính là tế bào gốc đầu tiên của cơ thể con người. Khi mà sự sống con người bắt đầu từ một tế bào và khi đến bây giờ chúng ta có hàng trăm hàng triệu tế bào, vậy thì theo các anh chị là cái một tế bào này nó phải như thế nào để nó tái tạo, nó tiến triển thành nhiều tế bào mới? Đó là nó phải liên tục nhân lên và tăng trưởng. Trong tế bào của cơ thể con người có một cái phương thức sinh sản
Mình gọi là phương thức sinh sản để các anh chị dễ hình dung. Có nghĩa là từ một tế bào làm sao nó sản sinh ra các tế bào khác. Thì hình thức sinh sản của tế bào gọi là hình thức nhân đôi tế bào. Ví dụ như các anh chị hình dung là chúng ta có một tế bào như thế này. Ví dụ như bình thường giữa con người hoặc động vật thì chúng ta có những gì hình thức sinh sản, ví dụ như là sinh sản hữu tính chẳng hạn. Nhưng mà với tế bào của con người nó có một hình thức sinh sản gọi là hình thức nhân đôi tế bào. Chút nữa thì em Hằng có một cái video cho anh chị xem là hình thức nhân đôi tế bào của tế bào gốc như thế nào, để các anh chị hình dung được là cơ thể con người bắt đầu từ một cái rất là nhỏ bé như vậy và liên tục nhân đôi để trở thành một cái tế bào hoàn thiện. Khi mà ban đầu một hợp tử mới tạo ra trong quá trình gọi như là giao hợp, thì khi mà một tế bào tạo ra như vậy, đến hiện tại bây giờ các anh chị hình dung là chúng ta có tế bào gan, tế bào tim, tế bào phổi, rồi tế bào da và các tế bào khác, ví dụ như là tế bào ở trong ruột này, tế bào máu này. Vậy thì các anh chị thấy là mỗi loại tế bào thì sẽ có chức năng khác nhau, đúng không ạ? Mỗi một loại tế bào mà hiện tại các anh chị đang hoạt động thì có chức năng khác nhau, nhưng mà nó đều chung từ một tế bào thôi và bắt đầu từ một tế bào thôi, gọi là tế bào hợp tử. Vậy thì chắc chắn tế bào hợp tử này phải có chức năng gì đó để nó làm sao nó nhân lên thành các tế bào khác nhau trong cơ thể như vậy. Vậy theo các anh chị là tế bào gốc này có chức năng như thế nào? Đây, nhà mình có thể hình dung một cái quy trình phát triển từ một tế bào hợp tử đến các tế bào trong cơ thể người. Ban đầu thì chúng ta sẽ có một tế bào gọi là tế bào hợp tử này. Sau đó nó sẽ phát triển thành phôi bào. Sau đó sẽ phát triển thành phôi thai. Cái tế bào mà ở cái giai đoạn từ hợp tử thành phôi bào này gọi là tế bào gốc toàn năng. Đó. Còn cái tế bào ở phôi bào gọi là tế bào gốc tổng năng. Sau đó khi phát triển thành cơ thể chúng ta để tạo rằng thành các tế bào trong cơ thể thì sẽ là những cái tế bào gốc trưởng thành. Thì cái mà chúng ta quan tâm ở đây đó chính là các tế bào gốc trưởng thành. Đây các anh chị có thể nhìn thấy là khi mà tế bào gốc được hình thành từ tế bào gốc phôi rồi thì nó sẽ nhân lên và tạo ra các tế bào gốc mới. Nó sẽ tạo ra tế bào gốc xương này, sau đó nó sẽ tạo ra xương này, tế bào ở cơ bắp này, hồng cầu này, gan này, thần kinh và tất cả các tế bào trong cơ thể chúng ta thì nó sẽ tạo ra các tế bào mới và sản sinh ra các bộ phận. Ví dụ như là nó sẽ di chuyển đến gan thì sẽ tạo ra tế bào gan, rồi tế bào thần kinh nó dần dần và phát triển thành một cái cơ thể con người hoàn thiện. Và để duy trì thì trong cái khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà một em bé bắt đầu sinh ra và phát triển này. Sau khi mà các tế bào được hoàn thiện, các cơ thể được hoàn thiện thì ngay bản thân trong cơ thể chúng ta sẽ có một cái tế bào gọi là tế bào gốc trưởng thành. Và tế bào gốc trưởng thành nó sẽ có nhiệm vụ đó chính là sửa chữa các tế bào khi mà nó bị hỏng hóc trong cái quá trình chúng ta vận hành này, rồi tạo ra các tế bào mới này, rồi tái sinh ra các tế bào bị tổn thương này. Đó, thì các anh chị đã thấy được là tế bào gốc quan trọng như thế nào. Còn đây chính là cái vòng đời mà tế bào gốc được sinh ra, đó chính là từ một cái tế bào ban đầu là tế bào hợp tử. Rồi em Hằng sẽ cho các anh chị xem một cái video này để các anh chị hình dung được là sự phân chia của tế bào gốc như thế nào nhé. Đây. Nó rất là ngắn thôi, nhưng mà các anh chị hình dung này. Các anh chị nhìn lên màn hình nhé. Đấy, một tế bào nó sẽ nhân đôi cái nhân ở bên trong và nó sẽ tạo ra hai tế bào. Và đây chính là sự phân chia của tế bào gốc. Từ một tế bào nó sẽ phân chia thành nhiều các tế bào qua cái sự phân chia này. Đó, nhà mình nghĩ xem lại nhé. Đó, từ một tế bào nó sẽ nhân đôi cái nhân ở bên trong và tạo ra hai tế bào. Từ hai tế bào nó sẽ tạo ra bốn tế bào. Và cứ tiếp tục như vậy nhân theo cấp số nhân. Thì các anh chị đã thấy được là cái sự tăng trưởng và phát triển của tế bào gốc như thế này thì rất là nhanh chóng. Khi mà chúng ta nói đến tế bào bình thường của cơ thể thì chúng ta nói đến tế bào xương, tế bào gan, tế bào tim. Nhưng mà tế bào gốc này thì nó chỉ có tên gọi là tế bào gốc thôi. Nó không có nói rõ là nó ở cái tế bào tim, ở tế bào gan là tế bào các bộ phận nào cả, mà nó chỉ đơn giản là tế bào gốc thôi. Vậy thì tế bào gốc này thì phải có chức năng gì để đảm bảo trách nhiệm của nó về việc là tăng trưởng về mặt tế bào, về số lượng tế bào và sự hoàn thiện của các tế bào trong cơ thể. Đầu tiên thì chức năng của nó phải là chức năng tự sinh sản trước. Tự sinh sản ở đây đó chính là bản thân tế bào gốc ấy thì có khả năng để phân đôi
tạo ra các tế bào khác, gốc khác. Có nghĩa là giống như hình ảnh vừa rồi các anh chị vừa xem á, là một tế bào gốc thì phải có khả năng để nhân đôi sản sinh ra chính bản thân nó trước và là một cái tế bào giống hệt cái tế bào cũ của nó, gọi là tế bào khả năng tự sinh sản. Có rất là nhiều tế bào ở trong cơ thể chúng ta không có khả năng này. Ví dụ như là tế bào ở máu các anh chị, thì tế bào máu nó là gọi như là tế bào đã được biệt hóa rồi, có nghĩa là nó không có khả năng để nhân đôi thành một cái tế bào máu khác. Nhà mình hình dung được không ạ? Vậy nên cái tế bào gốc này khác nhau với cái tế bào bình thường ở chỗ là nó có khả năng tự sinh sản ra tế bào gốc của chính mình. Nghĩa là từ một tế bào gốc nó sẽ sản sinh ra hai tế bào gốc giống hệt nó. Từ hai tế bào gốc sản sinh ra bốn tế bào gốc giống hệt nó. Và từ đó nó có phải có khả năng là nhân lên nếu mà cơ thể có nhu cầu về việc là sản sinh tái tạo các tế bào gốc. Còn quá trình biệt hóa là như thế nào? Biệt hóa có nghĩa là về bản thân tế bào gốc thì nó không có một chức năng cụ thể nào cả, mà nó có chức năng khi mà nó biệt hóa thành một cái tế bào khác. Ví dụ như là gan các anh chị bị tổn thương và tế bào gốc này sẽ di chuyển đến gan và biệt hóa thành tế bào gan, thì khi đó tế bào gốc sẽ có chức năng giống như là tế bào gan. Tương tự như vậy, tế bào gốc khi mà các anh chị cơ thể chúng ta phát hiện ra là tim chúng ta có vấn đề, tế bào tim bị tổn thương, thì ngay lập tức là tế bào gốc từ tủy xương nó sẽ di chuyển và đi đến tế bào tim. Và khi mà đi đến đây thì nó sẽ làm sao ạ? Nó sẽ nhân lên theo cái nhu cầu mà cơ thể cần, sau đó nó sẽ biệt hóa thành cái tế bào tim để thay thế cho các tế bào tim đã hỏng. Vậy thì nó có hai chức năng cơ bản và hai cái đặc điểm cơ bản của tế bào gốc mà không tế bào nào có đặc điểm này, đó chính là chức năng tự sản sinh ra các tế bào gốc khác. Và thứ hai đó chính là khả năng biệt hóa thành các tế bào khác nhau trong cơ thể. Đầu tiên là chúng ta có một cái tế bào gốc. Tế bào gốc này thì có khả năng là tự đổi mới này, có khả năng tự sinh sản này, tạo ra các tế bào gốc giống hệt nó. Khi mà cơ thể chúng ta có nhu cầu hoặc khi mà cơ thể chúng ta cần phải sửa chữa thì ngay lập tức thì các tế bào này sẽ phân đôi, tạo ra một cái dòng gọi như là số lượng lớn các tế bào gốc. Từ giống như lúc nãy hình ảnh các anh chị nhìn, từ 1 thành 2, từ 2 thành 4 và nhân lên theo cấp số nhân, và sau đó di chuyển đến các tế bào mà cần phải sửa chữa hoặc thay thế. Ví dụ như là gan, tim, xương, rồi tế bào ruột, tế bào da, rất là nhiều tế bào mà cần phải sửa chữa và thay thế. Và khi đó nó sẽ biệt hóa thành hình dạng của tế bào đó và có chức năng giống hệt tế bào đó. Thì các anh chị hình dung là mỗi một loại tế bào nó sẽ có cấu trúc và hình dạng khác nhau. Vậy thì nhà mình có thể hình dung là tế bào gốc này nó giống như là cục đất sét, ví dụ giống như một tế bào, một cục đất sét. Và khi mà nó có nhu cầu nào đó thì nó sẽ, chúng ta sẽ biến đổi và nặn cái hình dạng cục đất sét này thành những cái tế bào mà chúng ta cần phải thay thế. Đó, vậy thì đây là một cái tế bào rất là linh hoạt và có khả năng biến hóa tạo thành một cái tế bào chuyên biệt khác trong cơ thể. Vậy thì các anh chị đã thấy được cái tầm quan trọng của cái tế bào này chưa ạ? Đây là cái chính là cái sự khác biệt mà tế bào khác không có. Không một tế bào nào trong cơ thể có khả năng biệt hóa thành các tế bào khác, ngoại trừ tế bào gốc. Tế bào gốc có những chức năng như vậy. Như vậy đó là cái quá trình gọi như là bắt buộc phải có của cơ thể chúng ta. Nếu mà không có tế bào gốc thì không có những cái tế bào liên tục thay thế với số lượng lớn để kịp thời đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Đặc biệt là tế bào máu anh chị, tế bào gốc của chúng ta thì cái nhiệm vụ quan trọng nhất đó chính là tái tạo ra các tế bào máu mới. Các anh chị cũng biết là hàng ngày ấy, chúng ta phải liên tục tái sinh các tế bào máu để đưa vào trong cơ thể. Và tế bào máu của chúng ta cũng là tế bào mà có cái chu trình gọi như vòng đời của nó rất là ngắn. Vậy nên là nó liên tục để thay đổi. Và đặc biệt là tế bào máu là một tế bào không thể phân chia tế bào được. Mà bình thường ở một số cái tế bào trong cơ thể chúng ta ấy, thì nó có khả năng phân chia. Phân chia có nghĩa là nó gần giống như tế bào gốc này, là từ một tế bào sau nó phân chia thành hai tế bào mới. Và nó sẽ nhân đôi cái mã gen di truyền ở trong cái tế nhân tế bào và nó nhân thành hai tế bào mới. Nhưng mà với tế bào máu hoặc là tế bào cơ thì nó không có khả năng nhân phân chia các anh chị, mà nó là một cái tế bào chuyên biệt luôn. Nghĩa là nó không thể nhân thành tế bào mới. Vậy nên bắt buộc tế bào gốc
phải thay thế và biệt hóa thành cái tế bào máu hay là tế bào cơ để cho cơ thể có thể vận hành và phát triển. Đó, vậy nên các anh chị đã thấy được cái tầm quan trọng của tế bào gốc với cơ thể con người là như vậy. Bình thường trong cơ thể chúng ta mỗi ngày thì cần phải đến 100 tỷ tế bào gốc anh chị. Giống lúc nãy các em nói anh chị là chúng ta cần phải thay thế hơn 300 tỷ tế bào, thì hơn 200 tỷ tế bào nó sẽ là từ cái quá trình phân chia của tế bào cũ trong cơ thể, và còn hơn 100 tỷ tế bào nó sẽ là từ cái tế bào gốc của cơ thể chúng ta. Và cái tế bào mà cơ thể chúng ta phải thay thế nhiều nhất, em nhắc lại, đó chính là tế bào máu. Và có khoảng có 86% ấy là tế bào máu trong cơ thể chúng ta phải đổi mới, còn lại khoảng hơn 20% là các tế bào cơ trong ruột và một số 1-2% là các tế bào khác. Nhưng mà các anh chị hình dung là cái việc mà thay thế tế bào máu là đặc biệt quan trọng để cơ thể chúng ta tồn tại, vậy nên là cái vai trò tế bào gốc là vô cùng quan trọng, đặc biệt đối với vai trò của tế bào máu. Chức năng biệt hóa là chỉ là chức năng của tế bào gốc thôi, không có tế bào nào có chức năng này. Đó, cái này là cái quan trọng và để phát hiện ra một tế bào gốc như thế nào. Bình thường các nhà khoa học ấy, người ta cũng dựa vào cái chức năng này để người ta có thể là người ta biết được cái tính chất của cái tế bào đấy là gì. Và những cái tế bào mà có khả năng biệt hóa, có nghĩa là từ tế bào của chính nó phân chia và biệt hóa thành các tế bào khác, và đó chính là chính chức năng duy nhất của tế bào gốc hay thôi. Xin cảm ơn các quý vị, các thầy các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.